Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình. Và video hôm nay thì mình sẽ quay cái con chuột đuôi mập cho các bạn xem nha. Tại vì cái video hôm trước mình chị khách mới cho chuột mình á, thì từ hôm đó đến bây giờ thì mình nuôi đâu cỡ khoảng là hơn 2 tuần đó các bạn, hơn nửa tháng luôn rồi đó. Và mình thấy một vài bạn inbox ở trên cái video đó là kêu mình quay lại con chuột này, cũng như là chia sẻ xem là cái con chuột này nó nuôi nó có dễ hay không, nó có giống hamster hay là không. Đó, mình thấy có nhiều bạn gọi là quan tâm mà dự định nuôi hay gì đó. Thì hôm nay mình sẽ làm video chia sẻ cho các bạn luôn. Còn đây là cái nhà gỗ mà bên mình đang bán các bạn, nhà gỗ nhỏ nha. Thì cái mẫu này mình để cho mấy con chuột nó xài rất là lâu rồi, nhưng mà mấy con chuột của nhà mình được cái là nó không có phá nhiều các bạn, cho nên là cái phần cửa rồi nó cắn bị mẻ mẻ một tí thôi chứ không có ảnh hưởng nhiều. Còn con chuột của bạn nào mà nó phá quá thì xài một thời gian thì nó có thể là cắn nhiều quá thì nó sẽ hư hại nhiều hơn, cũng tùy theo mỗi con nha. Nhưng mà cái nhà gỗ mình bán thì mình làm gỗ nó dày nó cứng cho nên là nó cũng mà lâu hư đó. Rồi mình lấy đồ chơi với lại nhà ra hết đi rồi mình quay cho các bạn xem cho nó rõ hơn. Mình để chung cái con chuột đuôi mập này với lại cái con sóc cái này nha các bạn. Đó, con sóc ốp nhôm nhánh này của mình nè. Đó, con này nó ốm lắm các bạn, ốm tông teo luôn à. Đó, con này thì có thể là các bạn đã biết rồi, mình quay cũng một vài cái video rồi. Con này là con cái, nó đẻ được 2 lần rồi, nhưng mà mình để nuôi nó luôn nha các bạn, nuôi chơi luôn, mình không có bán. Tại vì mình nuôi lâu dài cái mình có mến tay mến chân các bạn, cho nên là mình để nuôi luôn. Mình để chung với lại con đuôi mập này nè các bạn. Đó, thì mới đầu thì con sóc này nó cũng gọi là ăn hiếp con đuôi mập này lắm, nhưng mà để vài hôm thì nó cũng quen. Đó, nói chung mà nó chịu quen thì được. Còn các bạn mà để chuột mà vài hôm mà nó vẫn cắn nhau hoặc là cắn đến chảy máu rồi sứt da mẻ chán luôn á, thì mình khuyên các bạn là nên tách riêng, đừng có nuôi chung nha. Đó, rồi nhân vật chính của chúng ta là con chuột đuôi mập này. Con này thì mình nuôi hơn nửa tháng rồi, con này là con đực. Cái đuôi của nó thì cũng đã mập hơn cái lần video đầu tiên mình quay cho các bạn xem rồi nha, tại vì nó cũng lớn các bạn. Còn con này là con đực thì xem cũng tương tự như là dòng hamster đó các bạn. Chuột đuôi mập này thì xem được cái cũng giống như dòng hamster thôi. Con đực thì nó sẽ có hai hòn bi, nhưng mà hai hòn bi của nó mình thấy nó gọn hơn mấy con bia nha các bạn. Trời ơi, mấy con bia đâu nó bự quá, có nhiều bạn sợ luôn á. Đó, còn con cái thì nó sẽ không có hai viên bi, cái bộ phận sinh dục với lại hậu môn của nó thì sẽ liền với nhau. Đó, cũng rất là dễ thôi, xem y hệt như là hamster vậy đó. Còn về cái hình dạng bên ngoài thì mình thấy nó lai rất là nhiều con nha các bạn. Thứ nhất là cái mũi đi, cái mũi nó nhọn nhọn thì mình thấy nó lai giống như là cái con chuột cống vậy các bạn. Đó, mấy con chuột nhắt của đó thì cái mũi nó nhọn nhọn như thế này. Rồi về cái con mắt của nó thì giống robot, mắt đen to tròn là giống robot. Còn cái lỗ tai thì mình thấy giống hamster bia ha, lỗ tai to, nhưng mà đặc biệt là cái dành của nó sẽ vập vào một tí đó, thấy rất là lạ. Rồi còn cái thân hình của nó thì nhỏ nhắn giống hamster. Còn về lông á, thì mình thấy đặc biệt là rất là giống robot luôn. Chân của nó thì mình thấy nó lai lai cái con chuột đuôi nhảy, con chuột nhảy các bạn. Đó, bạn nào nuôi nhảy thì sẽ biết. Và con này nó cũng có nhảy nhẹ nhẹ nha, nó nhảy không được cao lắm, khoảng đâu đó là 3-4 cm thôi. Đó, còn về cái đuôi thì mình không biết lai con gì luôn, nói chung là rất là độc lạ. Có rất mình thấy rất là nhiều con lai lai với con đuôi mập này. Đó, lông của nó thì mình thấy rất là giống robot nha. Và cái màu này thì mình đặt cho nó tạm là cái màu vàng cát này ha, mình không biết chính xác là màu gì. Nhưng mà theo mình được biết á, là cái con chuột đuôi mập này nó chỉ có duy nhất một cái màu này thôi. Ây da, hai con này nó lại cắn nhau nữa rồi. Đó, con sóc này thì nó là nó hèn hiếp con chuột đuôi mập lắm các bạn, nhưng mà dạng như là nó cắn nhẹ nhẹ hoặc là nó ăn hiếp cái con chuột đuôi mập, gọi là không có đến nỗi mà chảy máu, cho nên là mình cứ để chung cho nó quen nha. Đó, còn mà nó cắn mà chảy máu là mình không có dám để chung đâu, mình tách cái luôn, nuôi riêng luôn à. Rồi có mấy con chuột đuôi mập này thì nó ăn hướng dương thôi, nó cũng ăn những cái hạt thức ăn ngũ cốc khác nữa, nhưng mà nó ăn ít và đa phần là nó sẽ ăn hướng dương nha các bạn. Hướng dương rất là nhiều, mình để hướng dương vào nó tách vỏ nó ăn nha, những cái hạt nào mà có vỏ thì nó sẽ tách nó ăn. Đó, nuôi thì rất là đơn giản, lót bùn cưa. Bạn nào mà sang nữa thì lót cát bi hoặc là cát Ấn Độ buddy đều được hết. Nói chung là nuôi y hệt như là hamster luôn, nhưng có cái đặc biệt là nó rất là thích ăn hướng dương. Vì thế là các bạn để hướng dương nhiều vào, các bạn có thể mua thêm một bịch 10.000 bên mình bán á, bạn để trộn chung với lại thức ăn cho nó ăn. Và những cái hạt cát thì những cái loại hạt ngũ cốc khác thì các bạn vẫn cho nó ăn bình thường nha, chứ không có gọi là cho nó ăn một món nhiều quá, vẫn để thêm đậu này đậu kia.
vô cho nó ăn. Đó. Rồi, rất là đơn giản thôi. Rồi tắm cát rồi vẫn bình thường nha. Các bạn để queo và cho nó chơi vẫn bình thường, nhà ngủ rồi các thứ kiểu. Rồi. Và bây giờ mình sẽ nói sơ về cái thùng 15 lít này đây. Thì cái thùng 15 lít này thì đã quá quen thuộc đối với các bạn xem trên kênh YouTube của mình rồi. Thì nhưng mà mấy hôm nay mình thấy có nhiều bạn vô hỏi mình đó là cái thùng này có nuôi được hai con chuột dòng chuột nhỏ hay là không. Thì đây mình sẽ để phụ kiện đầy đủ ha, chén ăn, phòng trại, nhà. Đó, các bạn nào mà muốn để thêm cái cầu tuột cái gì đó thì để thêm vào cái nữa, rất ok. Rồi, và mình khẳng định luôn là nuôi hai con chuột dòng chuột nhỏ, Robo Winterfire Campbell, chuột đu mập cũng được luôn. Nuôi hai con rất là ok, thoải mái. Để queo cho nó chạy rất là ok luôn ha. Rồi còn về cái phần bình nước. Bình nước thì mình sẽ thiết kế ở trên cái nắp này. Sở dĩ mình thiết kế trên cái nắp này á thì các bạn sẽ xài nó được bền và nó hợp lý hơn. Tuy là để trên cái nắp này nó sẽ là bất tiện một tí, trong quá trình mà các bạn tháo cái nắp ra, tháo cái nắp vào á thì nó sẽ vướng cái này, nó bất tiện một tí. Nhưng mà tại vì có nhiều bạn kêu mình khoét một cái lỗ dưới này đó để cái ống nước vào và để cái bình nước bên hông á thì thấy nó gọn với lại nó tiện hơn. Nhưng mà các bạn hiểu giúp mình á là xài một thời gian thì con chuột nó sẽ cắn theo cái viền của cái lỗ mà mình khoét để cái ống vào á. Tuy là mình làm có khớp với cái ống như thế nào nữa nhưng mà răng của mấy con chuột này nó rất là bén các bạn. Nó nhỏ mà nó bén và nói chung á là nó tìm mọi cách để mà nó khoét cái lỗ đó ra. Đó, nó khoét ngày nghít cái từ từ cái nó lan rộng ra là nó sẽ hư cái thùng của bạn luôn. Và các bạn có lấy cái miếng nhựa hay là miếng mica cứng như là các bạn giá lại thì một thời gian nó cũng cắn và nói chung là hư cái thùng luôn. Cho nên là mình mới thiết kế để trên cái nắp này mình khoét một cái lỗ vừa với cái bình 80ml 125ml để cho các bạn để vào. Và các bạn có thể điều chỉnh cái đầu bình nước qua lại như thế này vừa với cái kích thước mà cho con chuột của bạn uống ha. Về cái độ cao bình nước á, thì các bạn lót con cưa vào luôn thì các bạn canh nó cao khoảng 6cm là vừa nha các bạn. Đừng có để thấp quá và đừng có để cao quá, con chuột uống không tới. Còn về phần lưới đây. Phần lưới thì cái này thì mình cái thùng này mình xài rất là lâu rồi, cũng khoảng nửa năm rồi đó các bạn. Thì mấy con chuột trước nó leo lên đây nó cắn. Tại vì á nó leo lên những cái nhà như thế này nè, đó và nó đu lên này nó cắn. Nói chung là mấy con chuột này nó sẽ tìm mọi cách để mà nó thoát ra ngoài. Cho nên là nó sẽ cắn những cái lưới này và chốc cái màu sơn màu xanh ở ngoài thôi chứ không có gì hết. Còn phần lưới bên trong thì nó vẫn bình thường. Nhưng nó hơi xấu một tí thôi nhưng mà vẫn không sao, vẫn xài bình thường nha các bạn. Các bạn cứ an tâm mà xài giúp mình. Đó. Rồi về cái phần bình nước và về phần lưới là mình đã giải đáp cho các bạn xong rồi ha. Rồi và hiện tại đó các bạn, thì cái chị khách mà hôm trước mà cho mình cái bé chuột đu mập này nè, thì hiện tại chị đó còn 3 đến 4 bé gì đó và chị đó muốn bán đi bớt. Thì những bạn nào mà muốn nuôi cái dòng chuột đu mập này á thì các bạn có thể liên hệ với mình qua cái trang Đất Hút Cưng của mình á, hoặc là cái trang Facebook hoặc là Zalo đều được hết. Thì mình sẽ lên đơn trước và qua giãn cách chỉ thị 16 thì khoảng giữa tháng 8 á các bạn, thì mình sẽ liên hệ lại với các bạn và sẽ sắp xếp gửi cho các bạn. Đối với những bạn nào mà ở Bến Tre hoặc là ở khu vực Trà Vinh rồi đó mà không có đi ra xe nhận được á thì mình sẽ sắp xếp và giao chạy xe giao tận nhà cho các bạn luôn. Và mình sẽ lấy thêm tiền công để mà mình chạy xe đi nha các bạn. Thì cái tiền công là bao nhiêu á thì các bạn cứ inbox vào cái trang đó của mình sẽ hỗ trợ cho các bạn sau. Đó, các bạn ở bên Bến Tre đó thì muốn mua thì có thể liên hệ trước với mình nha. Và qua giãn cách khoảng giữa tháng 8 đi, mình sẽ sắp xếp và chạy qua bển gom đơn một lần để giao cho các bạn luôn. Còn những bạn nào mà ra xe nhận được á thì cứ liên hệ với mình. Thường thì mình sẽ gửi xe Tô Châu nha. Xe Tô Châu thì nó sẽ đi hết tất cả các tỉnh miền Tây, đồng thời nó nhận gửi những con chuột này thì mình mới gửi được nha các bạn. Đó. Rồi. Và tổng quan lại thì nói chung con chuột này rất là dễ nuôi, tính tình hiền. Màu sắc thì nó không được đa dạng cho lắm nhưng mà mình thấy cái màu vàng cát thì rất là đẹp đó các bạn. Mắt nó màu đen, hiền, ăn uống thì cũng dễ, lót chuồng dễ. Và đặc biệt một cái là mình thấy nó khi mà nó sợ nó la các bạn. Nó la không có lớn như mấy con chuột hamster. Trời, mấy con chuột hamster nó la cái rất là lớn các bạn. Nó la mà 3-4 con nó la một lần á là nghe nhức đầu luôn á. Còn chuột này thì nó chỉ nghe chít chít thôi. Đó, chứ không có lớn như lắm. Đặc biệt là con chuột này nó cái tiếng của nó phát ra là không có lớn lắm nha các bạn. Đó, rất phù hợp cho các bạn nào mà yêu thích cái dòng chuột đu mập này nuôi luôn. Hiền khô à, không có cắn gì hết nha các bạn. Nó đi vệ sinh cũng rất là sạch sẽ, không có hôi lắm đâu. Không có hôi nha. Nói chung là 2 ngày các bạn thay chuồng
một lần sạch sẽ, thay chuồng thường xuyên sạch sẽ, thức ăn đồ đầy đủ là ok nha các bạn. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình, và nếu như mà các bạn thích video này của mình thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình ra nhiều video về hamster cũng như là dòng chuột này cho các bạn xem nha. Rồi và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe để cùng vượt qua cái lần dịch bệnh này nha các bạn. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.